Ok, xin chào anh em. À, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series là hướng dẫn anh em đánh better. Và lần này mình sẽ hướng dẫn anh em công thành. Thì mình có làm những cái clip công thành ở cái chế độ custom better ấy. Nhưng mà ở cái phần custom better thì nó lại toàn thành cấp 10 thôi. Thành ra là nó không hợp lý, nó hướng dẫn anh em nó cũng không hợp lý lắm, bởi vì thường chơi campaign ít khi mình đụng phải những cái thành cấp 10 á. Mà công những cái thành cấp 10 thì chúng ta không thể dùng những cái đơn vị lính kiểu ban đầu được, mà chúng ta phải dùng những cái binh đưa lính xịn, đơn vị đời cuối chúng ta mới có thể công được những thành đấy. Thì mình sẽ quyết định là quay lại những cái clip mình công thành ở trong những cái campaign mà mình chơi. Và đây là một cái trường hợp chúng ta sẽ công một cái thành mà có lực phòng thủ tương đối ngang nhau. Và thành này là thành cấp 4. Thành này thành cấp 4, đó là thành Dương Châu cấp 4. Đó, thì ở đây là cái đạo quân của mình và đây là đạo quân của quân thủ thành. Tương quan lực lượng là ngang nhau. Thì ở đây mình có cái tập kích đêm nên mình sẽ chọn cái tập kích đêm, bởi vì chọn tập kích đêm thì nó sẽ trừ 15 sĩ khí của quân địch trong thành. Đó, và mình sẽ đánh tay trận này. À, về cơ bản thì công thành nó không khó. Đa phần công thành không khó. Mình nghĩ là tương đối dễ. Nếu mà chúng ta biết cái tip để chúng ta chơi thì nó dễ lắm. Cá nhân mình thấy công thành là dễ, bởi vì AI nó thường là thụ động, nó đứng ở trong thành. Quan trọng là mình chọn cái hướng đánh và sử dụng quân cho nó hợp lý là được. Công thành mà các bạn có máy bắn đá thì các bạn đánh luôn cũng được, còn nếu mà không có máy bắn đá thì chúng ta sẽ chọn cái đào thành để phá tường ấy. Cái đấy cũng hay, nhưng mà nó mất hai, nó bù lại nó mất phải 2 tinh chờ đợi, còn có máy bắn đá thì chúng ta công luôn được. Công thành thì thường thường là chúng ta phải có 2 máy bắn đá thì chúng ta công nó mới ok được, và đạo quân nữa. Cũng phải có, nói chung phải có bắn đá và quân, nói chung có tên lửa thì tốt, còn không có thì cũng được, không sao. Mà có tích cung mà có tên lửa thì nó sẽ tốt hơn. Đây là một thành cấp 4. Rồi. Thì cái việc đầu tiên của những cái chỗ thành mà nó có cái tường bao quanh là chúng ta để ý cái gì? À, các bạn để ý thành nó có mấy cái nhô nhô ra này, là cái ụ tôi đưa ra này, thường là nó sẽ set up cái máy bắn đá ở đấy. Nên chúng ta đánh cái mặt nào mà chúng ta né cái ụ ấy ra, chúng ta không nên đánh trực diện những cái mặt như thế này. Đây mình đang tính em đi đường nào vào. Ốp thẳng vào mặt thế này hơi khó này, rất dễ đã để mấy bắn đá ở đấy. Đẹp nhất là đánh mặt này, đánh mặt này thì mình sẽ đánh lên đây, đánh lên đây. Cung của mình có tên lửa. Ok, mình sẽ đánh vào mặt này. Mặt này nó không có cái ụ gì cả. Quân mình sẽ đi vào đây, đi vào đây. Đó. Ok. Mình sẽ đánh cái mặt này. Mình né mấy cái ụ ra. Lính này của mình nó chưa không có đội hình mai rùa mà thôi cũng sao. Vẫn công được. Đó, câu mà này thì đẹp nhất. Đó, các bạn thấy chưa, cái máy bắn đá kìa. Đấy, ta mà chúng ta mà công mặt này thì máy bắn đá bắn cho mình sấp mặt.
thì vì mình không có cái đội hình mai rùa nên mình bắt buộc phải dùng máy bắn đá để bắn tháp canh. Còn nếu mà mình có đội hình mai rùa thì mình sẽ cho nó lên tăng, cho nó lên tăng và cho cung đứng sau bắn tháp canh thì nó sẽ đỡ tiết kiệm đạn hơn. Nhưng mình vì mình không có, mình buộc lòng mình phải dùng cái này để bắn tháp canh rồi đi. Ta sẽ loại bỏ ba cái tháp canh này. Đó, bắn rất dễ trượt. Ở công thành ấy thì có một cái quan trọng là các bạn phá hủy thành nó càng càng tức là phá hủy thành càng thiệt hại càng cao ấy, thì cái sĩ sĩ nó sẽ bị trừ quân trong thành, nên là sẽ bị trừ sĩ khí này, công kích cận chiến và phòng ngự cận chiến này. Nó tùy thuộc vào bạn phá hủy cái thành này nó như nào, tức là đốt thành các thứ, bạn đốt thành nào đấy, bạn thấy chưa, bắn rất hay trượt. Dùng máy bắn đá công tháp canh nó gần như nó không hiểu sao nó bắn rất hay trượt. Bắn đá cấp 1 này nó bắn chán lắm, nhưng mà đầu game thì chúng ta không có lựa chọn gì cả, nó bắn toàn trượt thôi, chán thật. Tất cả dồn vào một cái rồi chán lắm. Không được à? Mình phải phá tường này vào trước đã. Mình cứ phá cổng thành chắc cốp đã. Tuột này. Không là không vào được, nhục. Bắn nó cổng đây. Chắc cốt chúng ta có chui được hai đường vào. Toàn trượt thôi. Rồi, còn bao nhiêu bắn nốt cái này đi. À thôi, cái này đang cháy đấy, bắn nốt cái này đi. Nó đang cháy rồi. Hết đạn. Tuyệt vời. Vì nó bị nên mình sẽ leo thành lên đây. Bắt buộc chúng ta phải tiêu hủy mấy cái tháp canh này. Chờ lên đây. Chuyển lên mấy cái tháp canh này. Cái tháp canh này thì nó bắn hướng khác nhưng chúng ta không cần phải lo, hướng bắn nó bên này, chúng ta
chiếm được cái tháp canh này là được. Đó, sau khi chiếm xong thì chúng ta sẽ dàn quân lên. Đấy, cái này thì nó tuy hơi lâu nhưng mà chúng ta sẽ đỡ thiệt hại quân hơn. Trước tiên thì mình sẽ diệt cùng của nó trước. Tường xuống dưới đấy này. Thế mà gì à, thôi bắn yểm trợ Tào Tháo với cả Hào Đôn. Đó, cứ thế mà dỉa rồi. Rồi bắt đầu tràn quân vào thôi. Tào Tháo chạy này.
Đó, búp kế 100% là trái này. Đánh vào trong. Mình xử tương đối quân của nó rồi nên chúng ta cũng không sợ nhiều. Giết tường ạ. Nó có đạo kiếm này cho quá. Nói chung về cơ bản là nó không thể làm gì được mình đâu, nó hết cung rồi. Tướng còn bị chạp luôn. Rồi, tràn vào. Xung phong. Đó, như vũ bão luôn. Úp cái này lên. Đánh ở đây. Đại quân đánh vào đây. Cùng giết hết. Đó, nói chung là tận dụng hết cung thủ và bắn đá thôi. Giờ chúng ta có được một lợi thế rất lớn. Rồi, xông vào đây. Bọn nó chặn. Rồi, thắng rồi, bọn nó chạy hết rồi. Đó, đấy là một cách công công thành gọi là cơ bản. Mình hướng dẫn anh em đấy. Đầu tiên là
chọn hướng đánh, thứ hai là tận dụng hết tên của cung, xong rồi sau đó chúng ta mới tràn vào thì chúng ta sẽ áp đảo về số lượng hơn. Đấy là một cách công thành cơ bản. Đầu game thì đánh cứ đánh như thế này là chúng ta công thành rất là dễ. Đó, thế thôi. Ok, mình sẽ tiếp tục làm những series để hướng dẫn better ở những clip sau, và những cái hoàn cảnh khác để cho anh em có nhiều cái góc độ để có thể chơi game nó thuần thục hơn. Ok, hẹn anh em ở những series sau. Nhớ subscribe và để lại comment nếu anh em có bất kỳ thắc mắc gì, mình sẽ giải đáp. Thế nhé. Ok, bye bye.